đánh chém kinh hoàng sau va chạm giao thông ở Bà Rịa Vũng Tàu, va chạm giao thông, sau đó cự cãi, để rồi khuya cùng ngày, nhóm của Phan Văn Thủy cầm hung khí xông vào nhà đánh chém khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Ngày 13 tháng 12, Công an huyện Long Điền phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả đánh nhau kinh hoàng khiến 5 người bị thương. Thông tin ban đầu, ngày 12 tháng 12, trong quá trình tham gia giao thông, Phan Văn Thủy và Trần Bảo Quốc cùng sinh năm 1999, ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, xảy ra va chạm, cả hai cự cãi và nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thủy gọi cho một số đối tượng khác đến nhà anh Trần Quốc Vương, sinh năm 1995, để tìm anh Quốc đánh dằn mặt. Khi thấy anh Vương và Quốc, cả nhóm dùng hung khí lao vào đánh chém, hậu quả khiến 5 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai những người này để điều tra. Sau khi gây án, các đối tượng trong nhóm của Thủy đã bỏ trốn khỏi hiện trường.